Rồi mẹ bồn con cắm quang hả? Dạ. Em làm hả? Đúng rồi. Con này mét mấy? Mét, em không có đâu. Mẹ chắc mét tư á, là thử nè. Có thả lần nào chưa? Dạ. Rồi lên nha, bắt đầu nha. Đó, con này thường yếu mà lên được. Dướng đột dừa. Rồi. Nãy lèo bị cao, bây giờ vừa chỉnh lại nha. Đó, thấy chưa? Thấy ngon rồi đó. Rồi, hơi cong. Nó còn hơi chuối về bên phải chút. Mất tiêu rồi. Đó. Này gió mạnh hay bị chuối bên phải à. Này sườn cáp quang lên hơi sườn hơi bị yếu. Gió này lên được. Gió mạnh chút chuối. Thank you.